Rồi, hey, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe cùng Tuấn Rồng và Minh Tuấn 89. Hôm nay bên mình vừa nhận được một cây đàn SX600. Như các bạn đã biết, SX600 là một dòng đàn mới sản xuất và đi sau hai dòng SX700 và SX900. Thì SX600 chính là phiên bản tiếp theo của dòng S670 mà chúng ta đã biết cách đây vài năm. Thì hôm nay bên mình có cơ hội nhận được một cây đàn rất là sớm, ngay từ lúc nhà sản xuất bắt đầu bán thì bên mình đã có hàng, và hôm nay MeToMe tiến hành đập hộp cho mọi người cùng xem. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ hạ đàn xuống và chúng ta sẽ thấy một cái đường băng keo ở khu vực này. Mọi người phải đi theo cái đường băng keo này, chúng ta mở theo đường băng keo này. Chúng ta bắt đầu cắt băng keo. Rồi, sau khi mà đã xả hết băng keo thì chúng ta bắt đầu mở đàn ra, mở hộp đàn ra nha các bạn. Các bạn sẽ thấy đàn được gói trong một cái hộp có đầy đủ tem nhãn mác của nhà sản xuất Yamaha. Rồi bên trong chúng ta cùng kiểm tra xem đàn có gì nhé. Đây, một cục nguồn chính hãng Yamaha, nguồn PA300C nha các bạn. Đây là một bộ nguồn PA300C thì Yamaha năm nay đã cung cấp bộ PA300C cho dòng SX600 giống như những dòng cao cấp khác như là SX700 hoặc SX900. Thì chúng ta bắt đầu kiểm tra tiếp xem trong đàn có những gì. Đây là bộ dây nguồn, thì đây là dây nguồn 220. Thì bộ dây này thì chúng ta sẽ cắm vào trong adapter và cấp điện cho adapter. Chúng ta sẽ cấp điện bằng cái bộ nguồn này. Ok rồi các bạn, tiếp tục kiểm tra trong thùng đàn, chúng ta sẽ thấy một giá nhạc kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất Yamaha. Chúng ta sẽ thấy một bộ hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh. Rồi, để mà mở một cây đàn SX600 ra một cách dễ dàng hơn, nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình mở thùng đàn thì có thể xem cách của MeToMe để các bạn mở thùng đàn một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Trước tiên chúng ta sẽ gấp các cái tay của thùng đàn lại, sau đó chúng ta cho đàn nằm xuống. Rồi, rồi tiến hành lật đàn lại. Rồi, ok rồi các bạn. Sau này chúng ta rút lại. Sau khi mà chúng ta tháo được thùng đàn ra thì chúng ta bắt đầu cho cây đàn nằm xuống theo hướng màn hình đàn hướng lên. Dạ, như vậy nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã mở hộp SX600 một cách rất là dễ dàng. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ tháo các cách siêu xung quanh và hai miếng xốp. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một miếng xốp ra. Chúng ta đặt cho đàn nằm xuống luôn. Rồi, cho đàn nằm xuống. Ok. Nếu việc đặt đàn dưới đất bất tiện và không được thoải mái, các bạn có thể cho đàn lên trên bề mặt cao hơn. Thì mình sẽ chuyển đàn lên một chiếc bàn.
Sau khi đã đặt đàn một cách vững chãi và tháo tất cả các ni lông siêu của đàn ra, chúng ta bắt đầu kiểm tra thử ở bên trên bề mặt của đàn. Nếu có vết trầy xước hoặc là có lỗi kỹ thuật, chúng ta sẽ báo ngay với nhà cung cấp và yêu cầu đổi trả nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phím đàn trước. Nếu các bạn nhìn ở phím đàn có vết trầy hoặc có vết xước, hoặc đàn phím bị kẹp, tất cả các thứ bất thường xảy ra trên mặt đàn, chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu nhà sản xuất đổi hàng cho mình. Ở ngay những trải nghiệm đầu tiên, chúng ta sẽ thấy một lỗ mid input, một trang bị mới cho dòng SX600. Tất cả những cổng còn lại rất phổ biến. Trên SX600 còn được trang bị thêm một cổng auxiliary in nha các bạn. Cổng này chúng ta có thể cắm điện thoại và tập đàn thoải mái ở nhà. Sau khi kiểm tra tất cả ngoại hình của đàn đã vừa ý vừa mắt, thì chúng ta bắt đầu cắm điện để test hoạt động của đàn nha các bạn. Rồi, sau khi đã đập hộp một cây đàn SX600 thành công, thì bên mình đã kiểm tra đàn và thấy đàn hoạt động ổn định, ngoại hình đàn xuất sắc các bạn. Những nước sơn hoặc là thiết kế rất là bắt mắt của Yamaha hứa hẹn sẽ đem lại một trải nghiệm mới cho anh em nhạc công trên dòng đàn mới này. MiTuMi sẽ sớm đưa ra một video clip review cho sản phẩm SX600 sớm nhất cho anh em. Mọi chi tiết về trải nghiệm đàn SX600, anh em có thể liên hệ nhạc cụ MiTuMi theo số điện thoại liên hệ ở bên dưới hoặc là Zalo. Các bạn sẽ được tư vấn trải nghiệm và tư vấn về chức năng của đàn một cách đầy đủ nhất. Bên mình sẽ cố gắng làm một clip review cẩn thận, đầy đủ và ngắn gọn để cho mọi người cùng trải nghiệm những chức năng cơ bản và những chức năng được cộng thêm vào dòng đàn này. Hy vọng clip này sẽ giúp mọi người có một cái nhìn sớm nhất về dòng đàn SX600. Trải nghiệm này sẽ giúp các bạn có cái nhìn thiện cảm đầu tiên khi quyết định lựa chọn SX600. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MiTuMi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.